kỳ ngọc nhiên như là chương trình vũ công vũ đoàn bạch kim. Và kính thưa tất cả quý vị quan khách, giờ đây với tất cả sự hân hoan, Minh Đại sẽ mời quý vị chúng ta cùng hướng về ngọc chúa đại sảnh hoàng kim để cùng đắm sự lên ngôi của tình yêu giữa chú rể Nguyễn Hưng và cô dâu Nguyễn Thị Lắm.